Dạ vâng, trước mặt quý vị các bạn, ngày hôm nay con mình sẽ gửi đến toàn thể quý anh chị và bạn một cái mẫu xe mới được cập nhật bên con mình nhé. Bên con mình thì chuyên các dòng vận tải anh em ạ. Chuyên các dòng vận tải thì sẽ đưa những cái mẫu xe bán tải cập nhật thường xuyên các thương hiệu từ vua bán tải, các phân khúc khác nhau. Và thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu Mazda BT50, một cái thương hiệu Nhật Bản đã có cái chỗ đứng và cũng chiếm được cái thị phần khá là lớn trong trong cái thị trường ở Việt Nam cũng như ở nhiều thế giới, và nó luôn chiếm được cảm tình của anh em những tham qua, bởi vì các tính năng của cái dòng Nhật Bản thì anh em cũng có thể biết là nó rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và nó lại cũng rất là kinh tế, đặc biệt là nó bền bỉ và không bị trượt giá nhiều. Đây là những cái chiếc xe của Nhật Bản nó sẽ chiếm được ưu thế và tình cảm của nó, bởi vì phụ tùng cũng dễ thay thế anh ạ. Như chiếc xe này là một chiếc xe anh em có thấy là form dáng tổng thành rất là cứng cáp, các hình kiểu dáng nó cũng rất là ưu việt và nó cũng rất là thời trang. Đấy, các gân gờ rất là sắc nét, thẳng, chưa bị đâm vào hay móc méo. Nó ngoài một chiếc xe động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu, turbo rất là khỏe, và ngược lại thì các trang bị chiếc xe nó cũng không kém gì các dòng sedan, cũng D-Line, nó cũng kiểu dáng cũng mềm mại, mà nó cũng là một dòng 5 chỗ rất là cứng thoải mái, và trang bị rất nhiều cái tính năng cũng khá là hiện đại. Còn mình sẽ đi các phần kỹ các phần này em cùng xem nhé. Đây đăng kiểm anh em ơi. Đây đăng kiểm tháng 5 năm 2021 này. Thoải mái. Lốp lát thì rất lốp xịn luôn, lốp pin rất tông anh em thấy không? Ta đánh nó rất là sâu. Phanh đĩa ABS. Đấy. Đấy, tốc bật tốc treo các con đốc này anh em ơi. Lô pin này, lô pin này. Đấy. Đấy taxi này. Thẳng thấp. Vua lốp này chỉ vua lốp này. Đấy, bật lên xuống này. Tuy nó hơi bị sắc sắc một tí này anh em này, anh em có thể thấy không? Nhưng mà nó xe mộc của em vừa bắt về của dân anh em nhé. Họ đi lại thì cũng chỉ sắc sắc một tí đi ti thôi. Đó, keo chỉ còn nguyên anh em này. Đấy, anh em thấy không? Chỉ xịn luôn, keo chỉ còn nguyên. Ta lô tắp bi ra tươi anh em nhé, tươi mới sạch sẽ này. Đấy. Có cái này hơi bị sước xa này. Còn mình sẽ đưa tiêu chí là sẽ review chuẩn nói thẳng và sẽ đưa những cái cụ thể tình tiết chi tiết cho các con xe để em nắm được tình hình. Đây là xe mộc nha anh em nhé, chưa phải chưa sơn xi lại đâu. Nó mà sơn xi lại thì con mình sẽ nói luôn với anh em. Tuy nhiên nó chỉ là chỉ một hai cái chấm nhỏ nhỏ ấy, nó không phải vấn đề. Đấy anh em xem này. Và mẹ taxi này. Không có một chút mục mọt hay gì đó anh em ạ. Sao nhỉ? Bật lên xuống thì đồng máng này. Taxi đây. Chiếc xe thì đã trang bị thanh thể thao và lắp phần lửng. Thấy không? Rất là ok với động cơ 2.2 và được cái trang bị trên xe này rất tiện lợi. Mình sẽ quay thùng anh em cùng xem. Và đây anh em có thể quan sát cái phần thùng của chiếc xe này. Đấy anh em thấy không? Lắp phần đã có cột chống thủy lực rồi. Rất là tiện lợi. Đây sóng sàn anh em có thấy sóng sàn này. Sóng sàn này có chỗ này hơi bị rách một chút. Từ cái đinh bấm rãnh thoát nước anh em này, đinh bấm này nó đổ rửa. Vết tập giúp của nhà máy đều còn nguyên. Thì điều đó có nghĩa là chiếc xe chưa bị đâm đụng anh em ạ. Anh em thấy taxi rất là đẹp luôn. Lốp scooter anh em nhá. Nó xả lổ rất êm, không một chút khói. Từ động cơ máy dầu. Tuy nhiên nó không một chút khói. À, có đèn này hơi vỡ tí này. Đấy. Nhưng thực tế là cái màu này nó rất là ưa nhìn và thời trang anh ạ. Và khả năng rất nhiều anh em thích cái màu này, nó rất là sạch sẽ và nhìn nó cũng khá là sang trọng. Nhìn nó cũng điềm đạm nhưng mà rất là sang. Sang xì anh em này, thấy không? Lốp này anh em cứ chạy khoảng 125 nữa.
thoải mái luôn. Vè mưa đã có anh em nhé, vè mưa đã có. Quay kỹ để em cùng xem. À, có cái ghế da này là bị tí chuột nó gặm anh em này. Chuột nó gặm ghế da này, chắc bác đi ít để nó chuột nó vào nó gặm này. Đấy, có một tí chút đấy gọi là điểm trừ nhỏ nhỏ của chiếc xe là như thế thôi. Đấy, trả lý nguyên bản. Tuy nhiên nó cũng không phải là gì lớn, chất máy xe là khá là cứng anh ạ. Đấy, anh em thấy tiếng cá đóng cửa nó chắc lịch luôn. Mình sẽ quay cái phần máy anh cùng xem nhé. Và đây chính là cái phần động cơ của chiếc xe này. Anh em thấy là chiếc xe này kho động cơ máy nổ rất là êm, rất là tròn và chắc tiếng. Đây, quay cho anh em xem một phần lốc máy rồi các cái lốc chân máy này. Đấy, không một chút khô ráo xe, không một chút dỉ dầu hay là có hiện tượng gì lạ cả. Đấy, máy nổ rất là êm và chắc. Em thấy động cơ diesel tu thăng áp đây, cái quạt thăng áp đây, các cổ bù nó sẽ làm tăng tốc độ thở lên rất là khỏe. Đó là một điều rất là đặc biệt của các dòng máy dầu turbo, nó rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Anh em có thấy là các cao chỉ này, các ghế dầu turbo này đều rất ok, đầu răng này thấy không, đã nổ rất là êm. Nói chung là những cái động cơ máy dầu này thì nó chạy lanh quanh cứ phải 20-30 vạn anh em là phải làm máy một lần đấy ạ. Lấy máy dầu đặc chủng là cứ phải làm chạy cứ khoảng 20-30 vạn là anh em khả năng là phải làm máy đấy. Không như máy xăng đâu anh em thấy không? Đấy anh em thấy này. Có một chiếc cơ nhỏ là cái lỉ số 4 nó bị bung ra, cái chuột gặm hay sao ấy. Em nghĩ là do chuột gặm thôi. Bởi những xe này em nghĩ là bác cái chữ chạy là ít. Đèn trang bị trên chiếc xe này thì vẫn là đèn đèn halogen anh nhá, halogen hình con mắt, như một con mắt soi sáng cho chúng ta đi nhất là trời tối anh ạ. Đèn thì các đèn ở đây thì cả phá xương này nó vẫn là đèn halogen, chưa phải đèn pin sơn đông, chưa phải đèn led. Tuy nhiên thì nó cũng khá là ok. Đó, các mã kính là mã kính 2015 hết anh nhá. Đấy, rất là zin. Anh em xem tất cả các viên đèn rất là sáng trên lỉ đây. Đấy, cái vô lăng này nó hơi bị mòn anh em hiểu không? Đấy, nhưng không sao cả. Ô đồ chuẩn máu anh em là 6/9 anh em ạ. Đấy, 6/9 nó đang chuẩn máu anh em luôn. Trên vô lăng thì nó chưa có nhiều tính lắm nhưng mà nó cũng đủ dùng và nó cũng gọi là nó cũng vẫn cho chúng ta có những cái cảm giác khá là tốt. Gương kính cứ chỉnh điện rồi. Trên vô lăng 3 chấu chưa có can trục alloy hay tích hợp toa nhỏ. Đấy, nó cũng là một điểm trừ mà nói chung với cửa tiền thì chỉ 400 triệu thì anh em đi lại thì cũng hợp lý thôi. Trên này chỉ có túi khí và còi. Đấy. Chưa có nhiều tính năng lắm. Màn hình vẫn là màn hình nguyên bản anh ạ. Vẫn là đầu chưa có màn hình, nó chỉ là một cái hiển thị đồng hồ thôi. Đĩa CD theo xe. Đấy. Điều hòa vẫn điều hòa, chưa phải điều hòa auto. Đấy. Chế độ 2 cầu, 1 cầu, chuyển cầu. Không nhiều chức năng lắm. Tuy nhiên thì nó cũng đủ dùng và mình sẽ lái thử chiếc xe này nhá anh em nhá. Đây, vào số và lái thử chế độ. Ui, khỏe lắm anh ạ. Rất khỏe, động cơ rất mượt mà, tầm tốc rất tốt, wow. Xoài, động cơ tăng tốc rất tốt, rất khỏe anh em ạ, wow. Thật cảm giác rất thật đảm chắc của một chiếc BT 2015. Số sàn đây và em đang thử chế độ một cầu sau, thì nguyên chế độ tăng tốc rất là ok, rất mượt mà, cảm giác đầm chắc anh em. Có mình lắc lái này rất là cân, mặc dù lái ở dòng này nó chưa phải là trợ lực, chưa phải lái điện, tuy nhiên thì đã rất sướng rồi. Wow, rất ok. Vâng, thì vừa rồi em Quang Minh đã giới thiệu đến anh em một cái mẫu xe nó khá là chất trong cái phân khúc
bán tải giá rẻ bình dân phục vụ cho cái nhu cầu đi lại cuối năm của anh em. Cái dịp cuối năm anh em vừa công việc cũng như là rét mướt chở hàng nhà hóa đi buôn chở vật liệu thì rất hợp lý cho mẫu xe này. Còn vậy thì anh em là đúng chân với ý, cảm thấy mẫu xe này phù hợp thì hãy nhanh tay nhấn máy điện thoại cho công minh cũng như được tư vấn hỗ trợ thêm thông tin, biết thêm thông tin về chiếc xe này. Chiếc xe này vẫn có thể bao check hãng test các kiểu các đặc điểm tư thế nào các tư thế mà anh em mong muốn cùng với là các chế độ sẽ cho anh em hỗ trợ cho anh em trả góp nữa anh em chưa đủ tài chính. Đó, và cái thứ hai nữa là có thể là có anh em có bao rút hồ sơ cho anh em nhé, vận chuyển cho anh em ở xa nếu anh em có nhu cầu. Vâng, trên này cảm ơn anh em đã theo dõi ủng hộ kênh của Công Minh. Anh em hãy like, subscribe ủng hộ Công Minh nhé, ấn vào chuông báo để không bỏ lỡ các video Công Minh cập nhật các mẫu xe thường xuyên lên kênh. Vâng, trên này cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video sau nhé. Thân ái chào anh em, rất vui khi anh em tham gia và xem kênh của Công Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.